Xin chào các bạn starter, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin VNG số 19, số đặc biệt về VNG Campus. Như mọi người đã biết thì VNG Campus luôn là một chủ đề mà chúng ta hết sức quan tâm trong thời gian gần đây. Và vì thế, ngày hôm nay mời các bạn starter cùng chung theo dõi những hình ảnh mới nhất về công trường VNG Campus, cũng như là gặp gỡ một số anh chị trong team dự án để cùng xem những thông tin thú vị liên quan đến VNG Campus nha. Ngay bây giờ hãy cùng chung đi nào. Chào chị Lan, hiện tại thì các bạn starter đang rất là thắc mắc á, không biết là VNG Campus khi mà hoàn thành xong á sẽ có những cái gì khác so với lại tòa nhà FV của mình hiện tại à, về tiện ích dành cho starter. Thì VNG Campus của mình ngoài cái mục đích hướng đến là một cái tòa nhà smart building thì chúng ta sẽ có là một khu căng tin rộng rãi hơn với sức chứa khoảng 1.000 nhân viên trong một lần phục vụ, thì sẽ được phục vụ theo dạng food court, có rất nhiều lựa chọn, phòng gym cũng sẽ rộng rãi hơn và sẽ có phòng xông hơi. Wow. Ngoài ra thì trong khu làm việc sẽ có những cái coffee shop nằm rải rác trong khu vực văn phòng. Rất là thú vị phải không ạ? Vậy thì ngoài những cái tiện ích đó ra thì về mặt khuôn viên VNG Campus có gì khác biệt so với lại tòa nhà FV? Tất nhiên là ở phía trong ngoài là office ra thì phần bên ngoài đó là những khuôn viên được phủ đầy cây xanh. Và có những chỗ là cho các bạn ngồi trao đổi hoặc là họp nhóm hoặc là trao đổi công việc trong những cái để giảm stress căng thẳng. Vậy thì đối với những starter mà yêu thích thể thao á, thì không biết là VNG Campus mình có những cái chỗ nào cho các bạn tập thể dục không ạ? Thì ngoài phòng gym như chúng ta có thì chúng ta sẽ có thêm hồ bơi. Đây là hồ bơi nước mặn. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có những cái đường chạy dọc bờ sông, bởi vì VNG Campus chúng ta là có một cái view sông rất là đẹp và xa nhìn được là cầu Phú Mỹ. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Lập, với tư cách là một người đã theo sát công trình VNG Campus ngay từ những ngày đầu tiên, thì anh có thể cho các bạn starter được biết là tiến độ công trình của mình tới thời điểm này như thế nào được không ạ? Hiện tại dự án của mình thì đang tiến triển cũng khá là thuận lợi. Tầng 1 của mình chung thấy đã xong rồi, tầng 2 mình đổ bê tông cũng xong rồi, và tường bê tông parapet đã đang đổ. Mình đang chuẩn bị lên cái phần mái của building số 1. Còn bên đây là building số 2. Thì đã xong mà tầng hầm xong tầng 1, tầng 2 thì đang chuẩn bị đổ cái sàn tầng số 3. Vậy thì những cái ngày gần đây á, thì thời tiết Sài Gòn rất là bất thường, có ngày nắng rất là to và cũng có ngày mưa, thì không biết là những cái điều kiện thời tiết như vậy thì nó có ảnh hưởng tới tiến độ của mình không anh ha? Gần đây thì mưa nhiều, cũng có ảnh hưởng tới tiến độ. Tuy nhiên nhà thầu mình là rất là chuyên nghiệp và họ có những cái biện pháp để sẵn sàng ứng phó với điều kiện thời tiết mà không thuận lợi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh, không biết thì hiện tại công trình VNG Campus của mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với lại mục tiêu ban đầu đặt ra rồi anh ha? Hiện nay công trình đang tập trung vào giai đoạn xây thô, và nhìn chung thì với tiến độ này thì đạt được khoảng 65% tiến độ của công việc xây thô. Dự kiến đến trước Tết Nguyên Đán sẽ hoàn thành công đoạn xây thô, và hiện nay thì công đoạn hoàn thiện cũng bắt đầu đi vào song song với công đoạn xây thô. Những cái phần nào có thể làm được thì dự kiến là tinh thần là đúng theo cái tiến độ đề ra.
À, vậy thì anh có thể chia sẻ cho các bạn starter được biết là tiến độ đề ra là khoảng khi nào thì các bạn starter sẽ được chuyển sang nhà mới không anh? Tiến độ đề ra là giữa tháng 7 năm 2019 sẽ xong. Và nhà thầu cam kết là sẽ đúng tiến độ này. Đến thời điểm này là hoàn toàn cam kết là 100% đạt. Thì bên chỗ team dự án cũng đã đưa ra mức phạt rất lớn nhà thầu. Và nhà thầu sẽ nói rằng chắc chắn không có dám là trễ tiến độ. Do vậy là với tinh thần đó thì đến khoảng sinh nhật công ty tháng 5 2019 thì toàn bộ nhân viên sẽ về nhà mới. À, vậy thì anh còn có gì để chia sẻ cho các bạn starter biết về tình hình của dự án VNG Campus này nữa không anh ha? Thì được sự tin tưởng của SMT thì team dự án khi tiến hành làm công tác này thì cũng cam kết là thiết kế thì đảm bảo được những cái điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên khi vào làm việc. Rất là cảm ơn anh. Vậy thì các bạn starter hãy chờ xem là sau một thời gian nữa thì chúng ta sẽ quay lại công trường xem công trường chúng ta thay da đổi thịt như thế nào các bạn nha.